Xin chào các bác xem kênh Hải Phòng RV. Hiện tại thì mua TV hãng nào phù hợp thì chắc chắn là đây là câu hỏi mà rất là nhiều bác thắc mắc khi mà mình đang có nhu cầu muốn mua TV. Thì trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác một số cái mẫu TV màn hình 55 inch của các hãng như là Samsung, Sony, LG hay là TCL mà bên em đang bán rất là tốt để các bác có thể tham khảo. Rất là nhiều bác muốn tìm mua TV, có nhu cầu mua nhưng mà mình chưa biết mua TV mã nào cho phù hợp thì các bác nên tham khảo những cái mẫu trong video này. Bởi vì những cái mẫu trong video này thì em đã tổng hợp và có đánh giá là nhiều người chọn mua, nhiều người lựa chọn nhất để các bác có thể tham khảo được. Thì bác nào mà muốn tìm mua, các bác nào mà muốn bên em tư vấn trực tiếp, các bác cứ gọi về số tổng đài. Đó là 0974178586, bên siêu thị điện máy Ecomart, địa chỉ tại km 13, quốc lộ 3, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Không để các bác đợi lâu nữa thì sau đây em sẽ bắt đầu vào video trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì em muốn giải thích một chút với các bác là những cái mẫu TV mà em đưa ra trong video này thì không phải một thống kê nào đó trên thị trường mà chỉ đơn giản là cái số lượng bán ra nhiều nhất trong tháng vừa qua tại bên em. Thì em có thống kê lại và em đưa lên video cho các bác để các bác có thể dựa vào đó các bác tham khảo những cái mẫu TV mà nhiều người mua. Từ đó mình nếu như mình thích mẫu đó thì mình có thể mua hoặc là mình thấy phù hợp thì mình mua. Còn nó sẽ không phải do thị trường thống kê hay gì cả các bác nhá. Thì nếu như mà không hợp ý các bác, không các bác mà không ưng ý cái mẫu đó, các bác có thể hỏi mẫu khác, hoặc các bác muốn tìm mẫu khác các bác cứ bình luận ở dưới video thì em sẽ trả lời các bác dưới phần bình luận, hoặc các bác gọi điện trực tiếp về tổng đài là 0974178586 thì bên em sẽ tư vấn thêm cho các bác. Thì đầu tiên em muốn giới thiệu đến các bác đó là mẫu TV của Samsung. Samsung 55 inch thì trong tháng vừa qua cái mẫu mà bên em bán nhiều đó là mẫu 55BU8000 của Samsung các bác nhé. Mẫu 55BU8000 của Samsung bán rất là chạy trong tháng vừa qua, số lượng bán ra nhiều và được nhiều người lựa chọn. Thì vì sao cái mẫu này được nhiều người lựa chọn? Thì đầu tiên dòng BU8000 của Samsung thì cái mẫu này ra mắt cũng là mẫu ra mắt gần như là cũng tương đối là mới chứ không phải là quá cũ. Ví dụ như là cũ quá thì có dòng AU7007 hay là AU7000. Những cái mẫu đó thì thiết kế bên ngoài vừa dày vừa xấu hơn. Thứ hai là sẽ không có điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Trong khi đó thì dòng BU8000 này thì ra mắt trong năm 2022 của Samsung, tương đối là mới. Và thiết kế nó lại thay đổi hoàn toàn rồi. Thiết kế theo dạng Airstream rất là mỏng. TV có mỏng 2,7cm thôi. Thiết kế ấn tượng, đẹp. Và ngoài ra thì cái điều khiển nó sẽ là điều khiển tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt qua Bixby và điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Thì đây là một cái điểm mà từ mẫu BU8000 trở lên là mới có cái tính năng là điều khiển sạc pin, còn thấp hơn thì sẽ không có. Vì vậy mà nhiều mẫu TV giá rẻ hơn nhưng mà cũng không được nhiều lựa chọn giống với cả mẫu BU8000 này của Samsung 55BU8000. Màn hình thì độ phân giải là 4K rồi. Với cái mẫu TV này thì các bác đã hoàn toàn có thể giải trí tại nhà. Mình xem phim này, mình xem YouTube này, mình xem VTV này, nghe nhạc đều ok. Tất nhiên là nghe nhạc với những cái mẫu TV này thì cả những mẫu TV đời cao hay đời trung, các bác mà muốn nghe nhạc hay nghe nhạc chuyên nghiệp thì các bác phải mua thêm loa 63 bên ngoài. Còn TV thì chỉ có loa là 20W, hai củ loa thôi và đáp ứng được, gọi là đáp ứng đủ nhu cầu của bác là nghe nhạc, nghe to rõ ràng thôi. Còn nếu như để mà mình nghe muốn nghe hay, nghe chuyên nghiệp thì mình nên mua loa 63 bên ngoài. Dòng 55BU8000 cũng là một cái mẫu TV mà có cái giao diện là bắt đầu được thay đổi ở dòng TV Samsung. Tức là những cái mẫu thấp hơn AU7007 thì giao diện cũ và bắt đầu lên mẫu BU8000 này là giao diện mới. Vì vậy mà để mà so sánh ra thì sẽ nhiều người lựa chọn cái mẫu TV này hơn các bác nhá. Và quan trọng nhất là cái mức giá. Mức giá hiện tại đang bán bên em cho mẫu 55BU này của Samsung thì hiện tại đang bán giá mà trừ đi hết quà rơi vào là 9.810.000 các bác nhá. 9.810 cho mẫu 55BU8000 của Samsung. Nếu như mà mình muốn mua hơn một chút
thì giá rơi vào hơn 11 triệu, tương đối là cao, cao hơn nhiều. Còn nếu mà thấp hơn thì chỉ thấp hơn khoảng vài trăm ngàn. Vì vậy mà cái mẫu này chính là cái mẫu mà được bán nhiều, nhiều người mua trong tháng vừa qua tại bên em. Và để đưa ra thì phải có chứng cứ. Thì mẫu TV 55 BU 8000 đang bán là 9.810.000. Trong khi đó thì mẫu thấp hơn một đời, thấp hơn một đời và nó không có điều khiển sạc pin, rồi cũng như là thiết kế giao diện cũ, rồi TV dày hơn, thì đang bán là 9.320.000. Hãy chênh nhau chỉ có khoảng tầm 500.000 thôi. Hoặc nếu như các bác muốn mua cao hơn một chút, cao hơn một đời so với cả BU 8000, thì chỉ có mẫu 55Q60B, dòng TV QS của Samsung, và mức giá đang bán của mẫu 55Q60B rơi vào là 11.220.000. Hai mẫu là mẫu 55BU 8000 và 55Q60B chênh nhau khoảng tầm 1.5 triệu đến 2 triệu đồng, gần 2 triệu. Các bác thấy ngay là một mẫu TV nó nằm ở giữa khoảng 9.810.000, hơn dòng thấp nó chỉ có khoảng tầm 500.000 và kém hơn dòng cao một đời gần 2 triệu đồng. Thì đây chính là cái lý do mà nhiều người quay sang chọn dòng 55BU 8000 của Samsung. Các bác nhá, các bác nào mà đang muốn tìm mua TV 55 inch của Samsung thì các bác cũng có thể mình xem xét cái mẫu này, rất là phù hợp với nhiều người. Thì đây là một mẫu TV 55 inch của Samsung. Qua dòng Samsung thì em đã chuyển sang dòng TV của TCL. Dòng 55 inch của TCL trong tháng vừa qua nhiều người mua, thì bên em có một mẫu TV 55C645, dòng TV QS của TCL. Màn hình đẹp, tần số quét cao và giá thành thì rẻ các bạn nhé. 55C645 của TCL, mẫu này thì là mẫu đời mới của TCL ra mắt trong năm 2023, dòng TV QS TV. Đây. Mẫu TV QS TV ấy thì nó sẽ có màn hình công nghệ chấm lượng tử, có thêm một lớp phủ cho màn hình giúp cho hình ảnh nó đẹp hơn. Và cái màu sắc rồi cái hình ảnh trên dòng TV của TCL này nó đẹp hơn so với cả 55BU 8000 của Samsung vừa rồi các bạn nhé. Một dòng là 4K thường, còn một dòng TV QS thì chắc chắn là cái bản chất TV, dòng TV QS của TCL, màn hình đẹp hơn. Nhưng giá thành của nó thì lại rẻ hơn so với cả dòng Samsung. Đây chính là một cái lý do vì sao mà nhiều người chọn dòng TV của TCL, màn hình đẹp, cấu hình cao, giá thành rẻ các bạn nhé. 55C645. Thiết kế bên ngoài của mẫu này thì viền bằng kim loại, tràn viền, viền kim loại, chân đế thì để ở hai bên. Màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét thực là 60Hz, nhưng mà nó sẽ có cái công nghệ hỗ trợ tần số quét là 120Hz. Để các bác nào mà muốn giải trí chơi game, các bác đồng bộ sang các thiết bị chơi game bên ngoài thì nó sẽ có tần số quét 120. Âm thanh của TV thì tổng công suất cũng chỉ có 20W thôi và hỗ trợ đầy đủ Dolby Atmos, Dolby Vision, âm thanh vòm 3D. Hệ điều hành của TV thì sử dụng Google TV, có tìm kiếm giọng nói, có điều khiển rảnh tay, gần như là đầy đủ tất cả tính năng trên TV này rồi, không thiếu tính năng gì. Và cái mức giá thì cực kỳ rẻ, mức giá hiện tại của mẫu 55C645 này đang bán bên em mà trừ đi hết quà các bạn nhá, thì nó rơi vào là 8.930.000, 8.930 cho mẫu 55C645 của TCL. Giá cực kỳ tốt, rẻ hơn so với cả mẫu 55BU 8000 của Samsung. Màn hình thì đẹp hơn, tần số quét cao hơn, hỗ trợ nhiều hơn, sử dụng Google TV, có tìm kiếm rảnh tay. Đây chính là cái mẫu mà nhiều người lựa chọn nếu các bác nào mà muốn tìm mua TV màn hình 55 inch giá rẻ, cấu hình cao. Tất nhiên là sẽ có những cái mẫu TV khác rẻ hơn ở dòng TV của TCL, màn hình 4K rẻ hơn nhiều. Nhưng để mà nói về độ đẹp, hay các bác nào mà muốn tìm một dòng TV cao một chút thì các bác có thể chọn cái mẫu này. Tiếp theo, qua dòng TV của Samsung, của TCL, thì em sẽ quay sang dòng TV của LG. Một mẫu LG mà có nhiều người mua trong tháng vừa qua, thì bên em có cái mẫu Nano Cell các bạn nhé. Dòng Nano Cell cũng rất là ngạc nhiên ở dòng TV của LG, bởi vì LG hiện tại đang có cái mẫu 55 inch giá rẻ mà bảo hành 3 năm, nhưng
nhiều người trong tháng vừa qua lại chọn dòng TV NanoCell này, mẫu TV tương tự với cả dòng TV QS của Samsung 55 Nano 76 SQA. Mẫu này thì có thiết kế bên ngoài là viền nhựa, chân đế hình bán nguyệt để ở chính giữa, màn hình độ phân giải 4K, công nghệ NanoCell, cũng sẽ có một lớp phủ nano trên màn hình giúp cho hình ảnh nó có độ sắc nét cao, màn hình đẹp. Tần số quét của mẫu này chỉ có 60Hz thôi, và cái mẫu của LG thì sử dụng hệ điều hành là webOS, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt rồi điều khiển chuột bay Magic Remote. Thì đây là một cái mẫu TV của LG, màn hình cấu hình nó gần tương tự với cả mẫu Q60B của Samsung. Còn mức giá thì đang bán bên em, giá thành là trừ đi hết quà, rơi vào là 11.610.000 các bạn nhé. 11.610, mẫu 55 Nano 76 của LG. Hàng của LG thì hàng nhập khẩu tại Indonesia, bảo hành 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Thì cái lý do vì sao cái mẫu TV LG này bán chạy thì nhiều khi cũng chưa biết là như thế nào, chỉ có thống kê được 1 tháng, cho nên là cái lý do đưa ra thì cũng chưa biết, chắc có thể là nhiều người trong tháng vừa qua thích cái mẫu NanoCell thì chọn mẫu này các bạn nhé. Còn bản chất cái dòng TV của LG ấy, thì hiện tại em đang có cái mẫu 55UR811C0SB, thiết kế gần như tương tự với cả mẫu này, nhưng mà giá bán thì khoảng tầm dưới 10 triệu và bảo hành thì tận 3 năm. Thì đấy là một cái mẫu TV mà em nghĩ các bác nên tham khảo nếu như các bác muốn tìm mua TV 55-inch của LG. Mình tham khảo NanoCell 76 này, mình cũng có thể tham khảo thêm cái dòng 55UR811 của LG. Giá bán cực kỳ là tốt các bạn nhé. Thì bác nào mà muốn mua, các bác cứ gọi về tổng đài 0974178586 thì bên em sẽ tư vấn cho các bác nhé. Tiện đây, bác nào đang xem kênh của em, yêu của em thì cũng đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo nhé, để có thể theo dõi video ra hàng ngày về cập nhật giá TV cũng như là tư vấn mua bán TV. Tiếp theo, qua dòng TV LG thì em sẽ chuyển sang một mẫu cuối cùng của dòng TV Sony. Dòng Sony 55-inch trong tháng vừa qua bên em bán lại bất ngờ là một cái mẫu màn hình 120Hz dòng 55X85K của Sony các bạn nhé. Mẫu này thì ra mắt trong năm 2022. Màn hình này thì màn hình 4K, tần số quét là 120Hz, và nhiều bác trong tháng vừa qua lựa chọn cái mẫu TV của Sony này. Có thể là một phần là do cái mức giá của dòng 55X80K đang rẻ hơn nhiều so với những cái mẫu đời 2023 đuôi giờ của Sony, và cũng là một dòng TV mà màn hình tần số quét 120Hz nữa. Vì vậy mà mẫu này thì bán cũng rất là tốt. Màn hình 4K, tần số quét 120, công nghệ nền Direct và tấm nền VA. Âm thanh thì có tổng công suất là 20W, có hỗ trợ đầy đủ Dolby Atmos, Dolby Vision. Giá bán thì hiện tại đang bán là 15.820.000 thôi nhá. 55X85K của Sony, màn hình 120Hz, màn hình đẹp và giá là 15.820.000. Hãy các bác là mà muốn mua TV của Sony, thời điểm hiện tại các bác có thể tham khảo mẫu 55X85K. Thì mẫu TV của Sony cũng là cái mẫu TV cuối cùng trong video ngày hôm nay. Thì trên đây là một cái video cập nhật một số cái mẫu TV 55-inch của các hãng mà đang bán chạy bên em trong tháng vừa qua để các bác có thể tham khảo. Bác nào mà mua, các bác cứ gọi về tổng đài giúp em nhé. Thì video đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay có ích thì đừng quên em xin một đăng ký kênh, một like. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video sau.